Ok, mình sẽ rửa con này các bạn. Dạ, nó quá dữ các bạn, nó cắn đều lắm các bạn ơi. Dạ, miệng nó cắn. Con này là con gì á? Cắn quá dữ. Dạ. À, các bạn ơi, đây là con chim mình vừa mua được. Ui hồ, nó quá dữ này các bạn, nó cắn